đeo đồng hồ tính bằng tiền tỷ. Trấn Thành Minh nhựa vì sao vẫn vô tư đổi cho nhau. Mày về đưa đây, tôi về tôi làm lại cho. Mỗi lần không đơn thì ba tôi có, sẽ đi được ba nhau. Ai cũng có cả bộ sưu tập đẳng cấp. Nếu mà để đeo hai tay hai đồng hồ thì thực sự là cái đó là một cái phá cách của anh. Anh hay làm những cái gì nó hơi lạ lạ đặc biệt cho anh mà anh phiêu lên được. Cái quan trọng hơn là có nhiều đồng hồ quá mà nếu không đeo thì biết khi nào mới được đeo. Đến cách lái siêu xe cũng thấy người giàu thì chơi với nhau chứ sao. Trong đám cưới của Phương Lan, Phan Đạt, dân tình bỗng đào lại khoảnh khắc Trấn Thành Minh nhựa flex đồng hồ tiền tỷ. Đôi bạn thân đình đám tay bắt mặt mừng và không quên tán gẫu về hai chiếc đồng hồ giá trị hơn cả căn nhà. Cụ thể, góp mặt trong hôn lễ của đồng nghiệp, nam MC đình đám chiếm spotlight khi bước xuống từ siêu xe hơn chục tỷ. Tưởng chừng độ tranh xả dừng lại thì Trấn Thành lại tiếp tục khiến dân tình há hốc mồm với mẫu đồng hồ da co và có giá hơn 8,5 tỷ đồng. Trong khi đấy, người bạn thân của Trấn Thành là doanh nhân Minh Nhựa lại sử dụng phụ kiện đồng hồ có giá trị khủng. Được biết, mẫu trên có giá dao động từ 150 đến 200 tỷ đến từ Richard Mille. Đặc biệt, vợ chồng Minh Nhựa cũng di chuyển trên xe Ferrari màu đỏ hơn 10 tỷ đến tiệc cưới đàn em. Nhắc đến khối tài sản của Trấn Thành và Minh Nhựa, ai nấy đều gật gù công nhận họ sinh ra để làm bạn thân của nhau. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm, Trấn Thành nức tiếng giàu có. Trong một đoạn video đăng tải trên trang YouTube chính thức của Trấn Thành, một diễn viên đã vô tình để lộ chuyện Trấn Thành có rất nhiều tiền. Nam MC không phủ nhận thông tin này mà chỉ nói thêm: "Khán giả ơi, tôi diễn là phải hy sinh cả bản thân, cả thanh xuân. Vì vậy mong khán giả hãy theo dõi bộ phim hài của tôi, vốn là bảo chứng rating cho cả nhiều game show ăn khách. Mức cát xê mà Trấn Thành nhận được chắc chắn không hề thấp. Ngoài những nghề liên quan đến nghệ thuật, Trấn Thành cũng thử sức ở mảng kinh doanh. Từ lâu, Trấn Thành đã có cuộc sống viên mãn và giàu sang bậc nhất VBIS. Nếu nhắc tới nhà xe, đồ hiệu, MC quốc dân đều có cả bộ sưu tập. Tính riêng bất động sản của vợ chồng Trấn Thành, Harry Won cũng đủ trải dài khắp Việt Nam. Hiện tại cặp vợ chồng này đang sống trong một biệt thự trị giá 20 tỷ đồng. Thiết kế sang trọng khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng. Không chỉ vậy, cặp sao cũng từng ở trong một biệt thự khủng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội cũng có một căn hộ riêng chứng minh sự giàu có. Thú vui chơi siêu xe, sưu tập nước hoa của Trấn Thành cũng muốn bộn tiền, chứng minh khối tài sản khổng lồ của nghệ sĩ 8X. Những mẫu xe đến từ ông lớn BMW, Mercedes được Trấn Thành tậu liên tục, phục vụ đi lại cũng như thể hiện rõ sự giàu sang. Minh Nhựa may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, nam doanh nhân cũng không ngần ngại khẳng định bản thân có cuộc sống sang chảnh nhờ ba mẹ. Từ lâu, Minh Nhựa đã nằm trong danh sách tay đua siêu xe của Việt Nam khi sở hữu bộ sưu tập toàn cực phẩm đắt giá trên thế giới. Minh Nhựa cũng thể hiện niềm đam mê về đồng hồ khi thường xuyên trốn vợ tậu liên tục. Thậm chí nhiều mẫu mà anh sắm được là phiên bản giới hạn, cực khó tìm trên thế giới. Mỗi lần xuất hiện tại nơi đông người, anh đều trở thành tâm điểm bởi những màn khoe khéo đồng hồ bằng giá trị hơn cả căn nhà. Phải công nhận, qua thú vui này anh đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh bản thân. Dù thừa kế gia sản nhưng anh vẫn khiến công chúng khâm phục bởi nghị lực và tài năng. Sau tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, anh hiện tại trở thành mẫu đàn ông của gia đình. Anh thay thế Đấng Sinh Thành trở thành người thừa kế số 1. Bên cạnh đấy, Minh Nhựa cũng hết lòng yêu thương vợ con. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!